Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là Hiếu Khổng Lồ đang có mặt tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Mọi người nhìn một cái view rất là đẹp. Và trên tay Hiếu Khổng Lồ đang cầm thanh đồ long đao 140 cân. Và cùng toàn bộ anh em của Nguyên ở Tam Đảo. Hôm nay Hiếu Khổng Lồ sẽ chinh phục cái đồ long đao 140 cân tại đây cho tất cả anh em đây cùng chứng kiến. Mọi người cho một tràng pháo tay của mọi người. Quên mất. Phải làm hết tên cộng sport vào đấy. Mới có sức lực để chinh phục được. Ok rồi. Ok cộng sport. Chú lọc tay á. Cây 140 cân. Thật sự cây này nó cũng không phải dạng vừa đâu mọi người nhá. Rất là ghê gớm đấy. Mọi người nhìn cái lực bật của nó ra là mọi người dự đoán được cái công lực của nó như nào đúng không? Như vậy là Hiếu Khổng Lồ đã chinh phục thành công cây 140 kg tại Tam Đảo. Mọi người nhá. Xin chào mọi người.